Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Sky Factory 3. Trong thời gian giữa hai tập, mình đã làm thêm 3 cái sieve. Nó đang sử dụng Iron Mesh và bên đây sử dụng Flint Mesh. Thì chúng ta sử dụng Iron Mesh là chính để kiếm được khoáng sản. Chưa ra được cục kim cương nào hết á, chủ yếu là kiếm redstone mà thôi. Mà cái tỷ lệ redstone nó cũng không có nhiều nữa. Qua bên đây mình đang có mấy cái barrel thường chứa nước. Và bên kia chúng ta đang có những cái stone barrel để chứa nham thạch. Thì stone barrel công thức của nó là đây, rất là dễ, chỉ việc đem nấu đá cuội lên là xong. Giờ chúng ta nhìn qua đây thì cái cobblestone generator ngay bên dưới của nó có cái hopper, nó sẽ đẩy những cái đá cuội vào bên trong. Và đây rồi nè, đồng thời mình cũng nâng cấp nó lên tier 2. Ta hãy coi công thức. Đây là cấp độ 1, nó cần những thứ vô cùng cơ bản và khi nâng cấp nó lên nó cần có thêm sắt. Ta có thể nâng cấp nó lên một cấp độ nữa là sử dụng kim cương. Nhưng mà cái thứ này nó mắc quá, mình chưa có tìm được. Có thể trong một vài tập tới chúng ta mới bắt đầu nâng cấp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần phải làm một cái smeltery để mình nhân đôi khoáng sản lên cho nó đỡ hao. Và một cái nữa, chúng ta cần một cái chỗ để nấu nham thạch. Vì vậy ta hãy bắt đầu bằng cách chế tạo những cái kraut. Xám 4 và xám 4. Mở cái furnace lên. Bỏ vào đây. Bỏ vào đây. Kiểm tra coi còn than không. Ồ, hết than. Như vậy chúng ta sẽ cần phải làm thêm một cái furnace nữa. Rất đơn giản. Đá cuội quá chừng luôn, đâu có sợ thiếu đâu mà lo. Rồi ta sẽ làm một cái furnace nữa. Để ở đây luôn đi. Ở đâu cũng được. Và những cái chest nhỏ nhỏ thì mình đã chuyển sang những cái small storage crate hết rồi. Chúng ta chứa cho nó thoải mái. Những cái chest chúng ta làm double chest nó cũng ít. Nên quất một cái crate như thế này khỏe hơn rất là nhiều. Giờ chúng ta sẽ cần phải nấu trước một cái nấu trước cũng được. Bởi vì nếu chúng ta bỏ ra bỏ vô thì nó hơi phiền chút xíu. Chúng ta bỏ cho đủ 8 luôn đi cho rồi. Giờ là 7. Không, lấy lại một. Lấy lại một. Bởi vì mình đang có một cái chạc khâu ở đây. Chúng ta đang nấu lên thành sea brick. Và qua đây thì chúng ta có được những cái stone barrel. Giờ chỗ này mình ốp rất là thoải mái luôn á. Ta có những cái wand. Đây là loại wand thông thường. Đây. Và better builder wands. Nó sử dụng là stone nè. Rồi iron nè. Diamond nè. Unbreakable wand là sử dụng nether star. Nó có khác biệt gì nhau hay không? Thì rất là đơn giản. Nó chỉ khác cái độ bền và cái số lượng block mà nó có thể đặt xuống thôi. Thằng này đặt được tối đa là 5 block trong một lần sử dụng. Và những thằng kế tiếp thì nó sẽ nhiều hơn nữa. Ví dụ như Unbreakable được 4096 luôn nè. Và cây này là Unbreakable cấp độ 2. Được gộp từ hai cây Unbreakable cấp độ 1. Và đây là cấp độ 3. Lên được 16384 luôn. Kinh khủng. Những cái cây ở cấp độ đầu tiên này thì cái độ bền nó không có cao lắm. Chúng ta có thể sử dụng để ốp nhanh thôi. Ví dụ như vậy. Tới đây. Chúng ta sẽ để ở đây. Và để ở đây. Đó. Thì đơn giản chưa? Như vậy cuộc đời của mình nó ốp không có gì khó cả. Ta chỉ việc kéo, kéo và kéo. Ra tới đây thì chúng ta được 4 nè. Giờ ta cần phải kiểm tra cái ánh sáng bằng F7. Mọi thứ đều sáng. Không thấy có chỗ tối. Tốt, vậy thôi. Và bên này nó tới đâu rồi? Nó đã được 7 cục. Ta lấy xuống, bỏ vào đây, bỏ vào đây. Và qua coi, 14 cục. Vẫn khá chậm. Trong thời gian này thì mình sẽ sử dụng redstone. Ta lấy 1, 2, 3. Ở đây nữa là 4. Nhưng mà chút để chúng ta coi. Bấm vào đây, bấm vào đây, bấm vào đây. Rồi, giờ trong này nó sẽ bị tối. Đó, thấy chưa? Bởi vì hồi nãy cái thằng lava nó chiếu sáng. Nên mình không có biết được. Giờ trên này có bị tối hay là không. Và bây giờ mất cái lava đó rồi thì nó sẽ hiện ra cái điều này. Bây giờ chúng ta sẽ để cái smeltery vào trong góc đi ha. Ở ngay đây sẽ là một cái hàng. Ta cần có một cái flint and steel. Flint and steel. Có sắt không? Sắt thì có. Nhưng mà cần phải nấu lên. Vậy là phải chờ chút xíu rồi. Mấy cái furnace đang chạy hết trơn rồi. Nếu mà như vậy thì ta làm thêm thôi. Cũng không khó khăn gì. Giờ mấy cái này làm thêm trong thời gian đầu. Chúng ta cần nhiều nấu cho nó nhanh đó mà.
làm thêm một cái để lên trên này và bỏ vào bên trong Iron Ore Chunk. Hình như đây còn, à, còn nè. Và mình không còn, ủa kìa, mình nhớ mình còn mấy cái cục than nhỏ nhỏ đó, nó là mini coal hay gì đó. Nó kệ đi, chúng ta làm lại cái mớ mới cho nó chạy. Và ta sẽ được một cái flint and steel. Flint đâu, flint đâu? Không có flint. Thiệt không? Ghê vậy. Nhớ là có chuẩn bị flint rồi mà ta. Ok. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm một mớ gravel. Đây là gravel. Đối với gravel thì không sử dụng vein miner được nha. Mình đang cầm cái compress hammer, nó không hề vein miner được. Cho nên chúng ta có thể sử dụng cái hammer thông thường để xài vein miner cho nó nhanh. Mình có coi qua công thức của một số thứ, ví dụ như cây chicken hammer. Chicken hammer. Alright. Nó đây. À, chicken stick. Thì nó không có độ bền và nó cần có hai cái raw chicken. Chúng ta sẽ phải có một cái mảnh đất có cỏ thì gà và những con khác nó mới xuất hiện. Lúc đó mới chế tạo được cây chicken stick này. Mà có vẻ như khi chúng ta có được cái món đó thì nó cũng trễ rồi. Giờ chúng ta sẽ lấy em này xuống luôn và coi thử coi. Nấu cũng gần xong rồi hen. Qua đây, đặt những cái gravel này xuống. Và có vẻ như chúng ta bị thiếu mất một cục gravel hay sao á. Phải kệ nó đi. Chúng ta sẽ đập bằng tay ra cho nó nhanh. Đây một cái. Và cái flint này chúng ta vẫn có thể chế tạo được nè. Công thức nó sử dụng 3 cục gravel chế tạo được một cái flint. Mà ta đập tay ra thì một cái thôi. Giờ lấy lên đây, để lên đây flint. Chúng ta có cần phải làm một cái sàn ở dưới không? Nếu chúng ta làm một cái sàn ở dưới thì mình sẽ để được cái lớp netherrack ở phía dưới. Chúng ta đi lấy nước đi. Để xuống dưới. Múc nước. Bỏ bớt một xô vào trong đây. Chơi trò chơi cảm giác mạnh. Mọi người đã sẵn sàng để chơi cảm giác mạnh chưa? Cảm giác mạnh là như thế nào? Thì đây là cảm giác mạnh nè. Đó. Đào ra cưng ơi. Chuẩn bị chơi cảm giác mạnh. Đổ nước xuống. Ghê quá. Cho nó xuống thêm chút xíu nữa. Để mình có thể bơi xuống, mình đặt ra đây. Đó, như vậy là cảm giác mạnh. Chúng ta để xuống trước đi. Rồi sau này mình sẽ mở cái sàn ra. Đẩy mình đi kìa. Đừng có thả tôi xuống dưới. Không. Ta lấy lại. Và netherrack. Để ngay tại đây. Đập ra. Món kế tiếp chúng ta sẽ cần phải làm là có thêm mấy cái porcelain clay. Qua đây. Bỏ vào. Mình cần 14 cái. Thì chúng ta chia này làm đôi. Chia làm đôi phát nữa. Giờ đủ 14 thôi. Không cần nhiều hơn đâu. Trong này nó còn dư lại. Cứ bỏ vô nấu đi rồi tính. Giờ chúng ta bỏ clay vào đây. Bỏ bone meal vào đây. Và có một cái xô nữa để mình múc nhâm thạch. Nãy mới quăng cái xô vô đầu ta. Cái xô đây nè, và múc nhâm thạch. Rồi đập cái này ra. Chúng ta đổ nhâm thạch xuống. Đó. Và kiểm tra. Búp. Tốc độ là 2x. Rồi. Giờ không cần phải đập ra chứ. Chúng ta chỉ cần múc lại cái phần nhâm thạch này. Và rồi ta thắp lửa. Bóp. 4x. Gấp đôi nhâm thạch luôn. Quá đã. Tuyệt vời. Và mình sẽ có thêm mấy cái porcelain. Ây da. Chết tôi ẩu rồi. Cái này chúng ta có thể chế tạo được cái gì đây? Ẩu rồi. Hên là phát hiện kịp thời. Thiệt tình. Quên mất cái chuyện phải đẩy nó qua cái thằng kia. Ẩu ghê. Đây rồi. Ta cùng nhau làm lại thật nhanh nào. Bật. Và hai cái. Bỏ lên đây. Hết than luôn. Giờ chúng ta sẽ bỏ đỡ mấy em porcelain
brick này qua đây. Mình nghe tiếng nó cháy ở đâu vậy? Tiếng này cháy. Còn tiếng của mấy cái furnace nó cũng nghe tạch 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 đó. Bên đây nữa. Xong chưa? Xong chưa? Ta có được hai cái crucible. Tuyệt vời. Búp búp. Uh-oh. Ta lại quên thứ quan trọng rồi. Đó chính là thắp lửa. Ok. Như vậy là mình có thể bỏ đá cuội vào đây. Bỏ đá cuội vào đây. Bắt đầu cho nó nấu nhâm thạch. Ta sẽ tính sao về cái cách lấy nhâm thạch ra. Còn bây giờ ưu tiên hàng đầu sẽ là smeltery. Smeltery thì cần có một cái controller, một cái sear tank. Và đây là smeltery wrench trước đi ha. Mình cần có sear tank. Và ta có mấy cái wrench. Thông thường thì sẽ có hai cái wrench, nhưng chúng ta làm một cái cũng được. Battery rain, rồi hai cái faucet, rồi tới đây là cái basin, và bên đây là cái này là cái basin, còn này cái table. Phần còn lại thì sẽ được sử dụng để chế tạo những cái sea brick. Qua đây, nó cũng sắp xong rồi nè. Chúng ta có thể lấy ra một mớ. Đâu rồi, làm tiếp. Đây, bum, được 19 cục. 19 cục thì có thể sẽ không đủ. 9 cục ở dưới. Ở trên là... chúng ta cứ làm trước đi. Giờ 9 cục ở dưới trước đi ha. Mình sẽ chọn khu vực ngoài đây luôn. Giờ đập cây đốt đi. Úp. Chỗ này một cục. Ở đây một cục. Giờ đập ra thôi. Từ từ chúng ta sẽ nâng cấp lên đồ tinh cơ xài cho sướng. Khi mà đã có được mấy cái khoáng sản á. Giờ mình làm cũng được, mà cũng phải có cái smeltery trước. Ui chết chết. Hy vọng dùng cây này đập được. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ cần phải có thêm đó. Nhưng mà nếu mình đặt như vậy thì hơi khó một chút. Thật sự là hơi khó. Ây da. Chúng ta sẽ phải đi xuống bên dưới. Chúng ta sẽ đặt cái ren ở chỗ này. Bang, gãy cái cây đó. Chúng ta sẽ có cái metery ren ở đây. Rồi cái tăng ở đây và cái controller ở chỗ này. Chúng ta phải mau chóng làm thêm một cây pickaxe. Pickaxe đơn giản nhất là đồ vanilla. Đạp chỗ này ra cưng ơi. Và gắn một cái basin xuống ngay đây. Gắn cái faucet vào bên này với vào bên này. Giờ mình sẽ cho thêm một cái basin nữa. Lộn, cái bên kia là cái table. Lộn hoài. Giờ chúng ta đã có nhâm thạch rồi nè. Đổ vô. Bắt đầu sử dụng iron. Sử dụng copper cũng được. Vậy là phải nấu trước một cái nữa hả? Chúng ta phải nấu trước một cái gì đó. Chúng ta có thử rồi cái tấm cast á. Tấm cast của cái ingot á. Chúng ta sử dụng được cái gì? Chỉ là iron thôi phải không? Đủ thứ hết. Tại vì iron nó khá là mắc. Nếu mà tính thì mình sẽ sử dụng cái copper, nó lợi hơn rất là nhiều. Chúng ta bỏ vào nấu một cái copper. Và bên trong đó phải sử dụng vàng. Ghê thiệt. Giờ làm aluminum. Đó là aluminum brass cũng được. Chúng ta có aluminum ọt nè. Nó sẽ theo tỷ lệ bao nhiêu á. Còn không cứ chơi vàng cho nó nhanh. Khỏi tính tỷ lệ. Quất vàng cho nó gọn. Sáng mà. Bỏ vô. Nhân đôi ra cưng ơi. Bên này đã xong. Múc vào. Múc vào. Múc vào. Quá đã. Nấu 4x luôn. Quá tuyệt vời. Tới đâu rồi? Giờ chúng ta sẽ lấy em này để ở đây. Ta chờ. Trong thời gian chờ đợi thì nhìn xung quanh đây, ta cũng đã có được cây táo để cho bơm. Lấy. Làm nước ép. Và bây giờ cái juicer. Đây là nước ép táo.
nước ép bơm chứ, cây táo cho nước ép bơm. Chúng ta đã sẵn sàng để sử dụng Speltery rồi đó. Cast một cái để có được cái ingot. Giờ phải chờ nó đặt lại. À, nó tốn hai cái iron in, cái gì? Gold ingot nha. Chúng ta bỏ vào đây. Nhân đôi lên. Thật là sung sướng. Mình cũng có thể bỏ luôn cả cobblestone vào để chúng ta đổ thêm sea brick ra. Bên đây nấu tới đâu rồi? Cũng tốt. Sau khi đã có được cái smeltery rồi, thì cái mục tiêu của ngày hôm nay của mình á, là ta sẽ phải có một cái chỗ để có thể tự động chế tạo đất. Chúng ta đang có những cái wooden shear rất là tuyệt vời. Pop ra được một mớ. Thì cái phần oak leaf này sẽ được sử dụng để chế tạo đất. Như vậy mình sẽ cần phải có hai cái hopper. Một cái hopper sẽ đi vào bên trong một cái barrel. Giờ chúng ta lấy cái barrel trước đi. Đập cái barrel này ra. Và một cái hopper đi vào trong cái chest, hoặc là đi vào trong một cái rower chẳng hạn. Và sao cái lá nó văng tuốt ở đây luôn vậy. Chúng ta hãy coi thử bên trong đó. Nó có một block và hai cái ingot. Tuyệt trời, tuyệt trời. Mình sẽ ưu tiên đổ sắt ra trước đi. Chúng ta cần một cái redstone block nữa đó. Coi công thức của redstone block. Vậy nó sẽ tự động hơn. Công thức này không khó, chỉ cần 5 cái redstone mà thôi. Đây, lấy luôn một cái trước đi. Ủa, ấy, lấy lộn hả? Lấy lộn. Tự nhiên lấy làm lạ. Ủa sao không thấy redstone đâu hết trơn à? Kỳ quá. À, và chúng ta cũng có được luôn cái thằng chưa lấy nữa hả? 1, 2, 3, 4. Hầu như mọi thứ mình đều đã chuẩn bị trước nên chúng ta làm rất là nhanh. Để vào đây. Pop, pop, pop. Redstone lock. Và một cái lever. Để ngược rồi cưng ơi. Lên đây và lên đây. Lượm lại cái xô nào. Ok. Để cái redstone lock lên trển. Ta cần hopper nữa đó. Nhưng mà mình cần phải nâng cái chỗ này lên. Giờ chúng ta có thể đứng đây để lấy cái thằng Iron Ingot ra không sao hết. Trong này sao rồi? Trong này có cái món kia nữa. Giờ thì hơi thủ công một chút. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ nhanh thôi. Để mình chuyển hết một số thứ cần thiết ra trước. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta hãy cùng nhau chế tạo nào. Ta sẽ có hai cái hopper. 2, 2, 2, 2, 2. Lấy xuống. Một cái rower. Thì mình sử dụng cái rower này. Để cái này lên là được cái basic rower. Và bây giờ kiếm chỗ. Nơi đâu là nơi đẹp nhất? Có lẽ là lấy lại cái furnace này đi. Chúng ta sẽ để cái furnace này ra đâu đó. Ở trên này chẳng hạn. Rồi sau đó mình sẽ để cái rower. Và ta để em này ở đây. Cao quá. Cao quá. Không được. Hạ cho nó thấp xuống một chút. Chứ vậy thì hơi cao. Ta làm nhanh một cây axe coi. Có cây axe ta chặt cái đó cho nó gọn. Và cây axe đây rồi. Chặt nào. Giờ để ở đâu? Nơi đây cũng được, bên kia cũng được. Giờ để tạm thời nó ở đây đi ha. Ngay nguồn nước đi. Tiện để cái hopper chổng gì vậy. Đập ra lấy lại. Và bên trên đó mình sẽ để một cái wooden barrel. Chúng ta bắt đầu leo lên nào. Sau đó nữa, chúng ta để là như thế này. Và nhảy lên. Hí, nhảy lên. Giờ bỏ lá cây vào. Nó sẽ tự động đẩy lá cây vô chổng. Và sẽ bắt đầu giai đoạn decompose. Composting chứ. Và nó sẽ ra được đất. Chúng ta hãy coi này nha. 30% rồi. Đứng ở trên coi đẹp hơn á. 40%. 50%, chờ một chút xíu là nó sẽ chuyển thành đất và nó chuyển xuống cây rower bên dưới. 80% rồi. Sắp 90 rồi. 100. Xuống dưới. Tốt. Như vậy là mình chỉ cần cắt lá cây bỏ vào trong cái chest ở phía trên là chúng ta sẽ có được một hệ thống tự động chế tạo đất. Chúng ta cũng có khá là nhiều những cái sapling bên đây nè. Chúng ta có thể sử dụng được luôn á.
Không thích thì cứ bỏ vô trọng. Giải tỏa bớt mở sắp linh. Chúng ta quăng nó xuống đây làm gì vậy? Lấy lại. Một khối sắt chuyển lại bình thường. Công việc còn lại của ngày hôm nay là xây dựng hai cái mob farm. Một cái là hostel mob farm và một cái là passy mob farm. Thì mình sẽ kéo cái sàn này ra thôi. Chúng ta sử dụng cây quan này kéo cách 25 ô. Nếu chúng ta tính 25 ô từ cái cục đất ở bên kia thì cũng được. Nhưng mà mình sẽ tính 25 ô từ cái điểm kết thúc của cái sàn đó là ở đây. Chúng ta bắt đầu từ đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giờ ta sẽ cần có thêm mấy cây Builder One đó rồi. Giờ làm thôi. Builder One đó thì chúng ta sẽ có loại làm bằng sắt. Nó tốt hơn cái loại làm bằng gỗ. Làm bằng đá chứ. Ta sẽ có cây làm bằng sắt. Hai cây. Giờ bắt đầu kéo ra đi. Lấy thêm cái phần cobblestone. Hồi nãy mình cất bớt cho nó rộng chỗ. Nó đây. Ta để bên đâu cũng được hết. Ta chỉ việc kéo ra thôi. Tới là 10. Gãy cái cây đó. Cây đó nó yếu lắm. Nó cái độ bền không cao. Và 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Để đánh dấu được 25 thì mình sẽ cắm một cây đuốc ở đầu. Ghê quá. Ta phải mau chóng cắm đuốc xuống trước khi mấy con quái nó ra làm thịt mình. Mấy con quái này nó hung hăng lắm. Phải cẩn thận với tụi nó. Ta có được 16 cây. Ta đem qua tay bên đây luôn đi. Đây là phiên bản 1.10. Chúng ta cầm bằng hai tay được mà. Rồi. Nhưng mà cũng không có cây nào mà bấm phải chuột được là không có sử dụng được đâu nha. Ví dụ như cái này thì được. F7 lên kiểm tra phát coi. Ta đặt sát sát cho nó vừa đủ thắp sáng hết là ok. Và bây giờ ta sẽ kéo chỗ này ra tiếp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đây là 15 ô. Pop. Pop. Rồi đó. Từ ngay chỗ này mình kéo cây này được 9 ô. 9 ô không? 9 ô á. Cây đó là chỗ chúng ta phải lui xuống chút xíu. Đâu kiểm tra coi. Ok. Tuyệt vời. Một bên sẽ là những cái chỗ dành cho mấy cái con thú hiền lành. Và một bên sẽ là một cái chỗ dành cho những cái con thú hung dữ. Chỗ này không đúng. Lấy lại. Trả lại cho tôi. Rồi giờ kéo ra thôi. Bên ngoài này sẽ là cái dạng mob farm mini mà mình thường hay xây dựng. Rồi giờ ta lên đây để kéo ra. Ta chắc chắn sẽ phải quay về để chuẩn bị thêm mấy cái phần đá cuội. Giờ đặt một cây đuốc xuống đây. Cây đuốc xuống đây. Ta cần thêm đá cuội rồi đó. Ở trong cái mod pack này thì cái cây I-Chisel nó không có. Không thấy. I-Chisel hình như là nó có lỗi gì đó. Cho nên tác giả đã dẹp luôn rồi. Và cái màu của cái thằng cobblestone này mình cũng không thích nữa. Ở trong phiên bản 1.7 á, nó có cái màu rất là đẹp. Cũng là đá cuội luôn. Chúng ta chisel lại. Cái này các bạn có thể tìm thấy ở trong Minecraft Fit the Beast Infinity Evolved Skyblock. Là cái màu mình đang ốp cái sàn ở bển á, nó rất là đẹp. Mình thích cái màu đó khi mà sử dụng đá cuội. Làm giật mình, mất luôn mớ đá cuội. Nó gãy với cây đó đó mà. Bây giờ cái độ bền của cây này nó cũng giảm nhiều so với hồi xưa. Hồi xưa chúng ta hả chisel một đống luôn, không gãy. Ta mà chisel bằng cây kim cương á là gần như xài hoài không hết. Còn bây giờ nó rất là nhanh. Nó gãy một phát như cái pum, làm giật mình. Ghê thiệt. Chúng ta kéo ra nào. Rồi gãy tiếp. Gãy lần này là tới lượt cây Iron Wall. Như vậy là chúng ta chắc chắn là đủ để có thể xây dựng được cái mob farm luôn á. Ok. Mob farm. Mình sẽ sử dụng cái loại này luôn đi ha. Để cắm cây đốt xuống chỗ đó trước. Ta sẽ cần phải chừa cái chỗ ra để mình có thể đứng được.
Thì từ đây vô đó là bao nhiêu vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cũng được. Vậy là có hai ô ở giữa đúng không? Đây là loại mình thường xuyên xây dựng. Chúng ta sẽ bắt đầu xây từ đây đi. Rồi, lên. Và cần phải có... Chết rồi, không có chuẩn bị. Để đi lấy thêm một mớ half slab nữa. Bởi vì có half slab mới đứng mà chặt quái được. Và nếu mình không có những cây đuốc thắp sáng thì chắc chắn là lũ quái nó sẽ ra nó tìm giết mình rất là nhanh. Chúng ta mau lấy đá cuội coi. Xây dựng bằng đá cuội luôn cũng được. Và mượn đỡ một em này ở đây đi. Hết chỗ rồi hả? Trả lại bớt. Trả lại. Đây. Chúng ta sẽ mượn đỡ một em đó qua bên kia. Để ở bển luôn. Lấy xuống và để lấy nó xuống rồi mà. Để nó ở đó. Ok. Giờ cần có half slab đúng không? Thì từ từ tính. Chúng ta sẽ bắt đầu kéo từ chỗ này. 1, 2, 3. Rồi đó. Khi mình để cái half slab xuống. Thì half slab có 41 cục ở đây nè. Chúng ta kéo ra trước. Chúng ta kéo ra đây. Con quái nó sẽ đứng ở nửa trên. Thì cái nửa trên nó nằm ở chỗ này. Thì half slab nó sẽ chạy theo hướng này đây. Và chừa bên này ra hai ô. Quái nó sẽ đứng đây. Đó. Khi đó chúng ta sẽ có một cái cục ở phía trên. Và cái half slab ở phía trên. Ta đứng lọt hõm ở trong này là được. Và mình còn cây builder wall mà. Xây cho nó gọn. Giờ đặt half slab ở phía sau. Ý. Chỗ này cần phải có một cái cục đá cuội lên. Leo lên. Leo lên. Và đường này chúng ta cũng cần phải ốp lại một chút. Rồi, chính xác, chính xác. Ok. Và điều gì đã xảy ra? Tại sao nó không hiểu? Nó không hiểu nên nó không đặt xuống được. Vậy giờ nó hiểu chưa? Chúng ta rút cây đuốc xuống. Nó cũng chưa hiểu. Vậy thì làm sao để nó hiểu? Vậy thì nó hiểu chưa? À, vậy thì nó mới hiểu. Nhưng mà nó không phải hiểu đúng. Chúng ta cần phải thay đổi cái mod hay là cái chế độ của cây này. Bấm Z. Không ăn. Có vẻ như bị kẹt nút. Rồi, chính xác luôn. Biết Better Builder One nè. Nó dính với lại một cái nút của thằng này. Được chưa? Chưa được. Extend for left right and from the original block. Bên phải trái. Này là trên dưới. Này theo chiều này. Theo chiều ngang. Này là ở phía trên. Ai mất công quá. Xe bằng tay cho nó nhanh. Thiệt chứ nhiều khi không cần đâu. Tôi xe bằng tay nhanh hơn á. Ta đang ốp lại. Và cao 3 ô. Đập chỗ này ra một cái. Ta cần có thêm half slab á. Bởi vì chúng ta sẽ có một cái lớp để chống quái ở phía trên. Đặt vô, đặt vô. Hãy nhanh tay đặt đi. Và chúng ta sẽ có quái. Bây giờ ở đây là 1, 2, 3. Chính xác. Và lớp này ốp lên là chặn lại rồi nè. Lúc này thì em ấy đã hiểu. Nhưng tại sao nó chỉ chạy có... À, đây rồi đây, giờ nó đã hiểu và nó sẽ chạy hết một lượt. Đừng có chạy một cục. Tốt rồi đó. Chúng ta có thể cắm đuốc ở trên này cũng được. Mình sẽ ốp half slab đi. Thông thường thì mình ốp half slab và thôi kệ cắm đuốc cũng được. Cắm đuốc cho nhanh, chúng ta nhảy xuống thôi. Và ngoài đây cũng cần một cây đuốc. Đặt cây ở đây đi cho rồi. Bên trong đó đỏ chót luôn. Ổn. Test
đi về. Uống miếng nước cái bơm vô hay là nước táo vô á, nước bơm nước táo gì đó. Và ra bên ngoài. Chắc chắn là cách xa 25 ô. Hãy xem có quái không. Lấy cái này và lấy cái này, làm thêm một miếng nữa. Vậy trả hết lại cái phần còn dư được không? Không có dư bao nhiêu hết á. Và đi kiểm tra, có một chấm đỏ rồi kia. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bên trong có một em, hai em creeper. Và đây là zombie. Búp. Búp. Chết con zombie và nó cho mình Inferium Essence. Creeper thì sao? Ta hãy cẩn thận chút xíu. Ghê quá. He he. Chỗ này vô cùng an toàn. Không có gì hết. À, con creeper vậy mà nó dở hơn con zombie rồi đó. Như vậy là chúng ta đã có được một cái mob farm hoạt động. Và hãy kiểm tra xem phần đất này tới đâu rồi. Chưa được. Có vẻ như là chúng ta sẽ để lại cái phần đất này trong thời gian giữa hai tập. Mình sẽ xây một cái sàn bằng đất ra thôi. Ngày hôm nay chúng ta cũng có được một cái smeltery, một chỗ để chế tạo nham thạch và một cái mob farm rồi đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!